Thằng Duy bắn chết một con được không mày? Hai con mày. Vào. Lùi đây, nhanh lên cứu. Quy hạt làm sao là cho kỹ, cho nó ok nhất có thể. À, ơi, tao xin lỗi. Khai báo dân tính. Mày đến đây mày đã chào John chưa? Hey John, how you doing bro? Ok. Làm sao để tao ngủ? Tao ngủ. Grimber. Tao không biết nữa. Để sửa nhưng mà tao cứ đập thôi. Đập game vui hả? Bọn tao đập thôi. Giá mà có thể cầm đuốc ổng hèn. Ngủ chung với thằng Hiếu. Ngủ chung với thằng Hiếu nó khỏe. Đấy lý do tao ngủ chung. Ok, đang lên. Không, sợ quá. Em Hiếu ơi. Tao sẽ phải bảo vệ bản thân đấy Duy ạ. Nằm xuống vô. Em cứ làm xong cái hàng rào đi để bọn thổ dân nó không vào đi ạ. Giái mày bé. Chặt nhiều Hiếu ơi, chặt liên tục Hiếu ơi. Chặt đây. Nhưng mà sếp ơi, sếp cho em đi uống nước một chút được không? Em khát lắm rồi sếp ơi. Ngâm mồm mà chặt cây, mắt cho tao. Mày đang làm rồi anh chính. Không, cho mày uống nước. Tao đi uống nước rồi. Làm việc trong khoa học ấy nhỉ. Ai, tao từ chua thằng đặt lệch một góc xuống này. Đặt chuẩn lại tí thôi. Thằng nào đặt méo trước xong rồi tao mới bị méo theo ấy. Méo kiểu gì? Cứ để cho cái này là một hình thức tra tấn cho Hoàng Hiếu kìa mẹ. Ok, thằng Duy đặt vào chỗ đấy cùng một lúc đây. Trời ơi, nguy hiểm đấy. Go đi. Cái con kia. Cùng mẹ mày. Cái này là chấp nhận được rồi. Cái này đến lượt tao, chấp nhận được mày. I saw that. Sorry. Ôi bà, tao sắp chết rồi ấy. Còn xong đúng lại tao bỏ mày vào lọ. Tao làm xong cái biểu tượng cho làng mình rồi. Tóc bùi béo đã trở lại. Tóc bùi béo đã trở lại. Đeo không nhiều ấy. Wow. Đói quá. Anh ăn cơm nghỉ tay mọi người ơi. John ơi, tớ sắp được ăn xong một đêm lao động rồi này John ơi. John ơi, cậu còn đói không? À cậu đói à? Ok, chúng ta ăn cùng nhau nhá John nhá. Mày nhập tâm vừa rồi thôi. This is American way, bitch. Fuck off. This is the American way, bitch. Bây giờ em sẽ xem cái sông này như là một cái bã rác nha, em cứ vứt rác ra thoải mái thì kiểu đéo gì. Tao có đi ỉa đi đái ở hạ nguồn nhá. Lên thượng nguồn đái, vô gạo hạ nguồn. Ok nha. Xin chào hai anh giai uống gì ạ? Cho em một ly bạc xỉu không xỉu ê. Cho em một ly cà phê sữa đá không cho đá đi. John ơi, nhìn này, đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta đấy John. Bọn tớ còn có cả chỗ để vận chuyển gỗ nữa. Cũng như là một chỗ để chúng ta ngồi xung quanh một cái bùa giả. Sao bây giờ anh em tìm cách nào xây bệnh viện xong rồi thuê bác sĩ tâm lý về. Thằng này đéo ổn rồi. À không, đây thằng Hiếu, sao mày đâu ấy nhở? Mày nói ra ai cơ không ổn cơ. Mày xem mà mày nói chuyện nó đi, thằng ấy ảo lắm rồi. Ok, để tao cho này. À, ok.
Ok. John bảo tao là nó chỉ giả vờ chơi với thằng này để đi chơi khắp nơi thôi. Tao quý cậu nhất đấy John ạ. Chúng ta anh hả? Tao không nghe gì cả. John chỉ lợi dụng mày thôi. Không. Tao bỏ John đi. Không. Cái gì? Đâu rồi ông ta? Đúng rồi. Để tiên rắp ghế nữa, tí tao rắp cái ghế cơ. Lên nhà cháy mất chảo dây rồi. cháy tao rồi. Thôi rồi, có thể mày sẽ cần tìm một cái đầu mới ở bên kia sông, có một cái đầu mới cho mày đấy. Cái mẹ tao nhảy với mẹ cái đầu mày. Đầu mày cắm lên gậy nó nhảy luôn rồi. Tao để là gầy hôm mày gì á? Gỗ. Cần gỗ hàng này. Ok thôi tao trả mày cái đầu này đây. Mày còn cái đầu nữa. Tao có mỗi một cái đầu mẹ mày. Hai thằng kia lao động đi. Mẹ không xứng nhau cái đầu. Tao muốn cho mày. Ê thủ dân vào nhà chúng mày ơi. Đâu. Mày đứng mày ạ. Tao ăn con mẹ thì thối rồi, có sao cả. Ê Duy, tao chặt đầu. Quỳnh đây ở dưới đó. Anh ơi, đừng đuổi em như thế, anh ơi, đừng theo đuổi em. Mẹ tao, em có yêu rồi. Mẹ tao đang đuổi theo con Hương rồi, xong nghe như kiểu viên lồng đứng nghe. Lim Mẹ, tao lại được giáp mà. Không, tao sẽ ngồi trên đầu mày Duy ạ. What happened? Kẻ có mày cúp ấy. Tao đẩy thằng Duy xuống sàn rồi sao? Đẹp, mẹ cái hàng này thiết kế như thế này. Để làm cầu thang nó có cái tay vịn nó. Xây một cái mộ nhỏ cho cái vịn. Em nghĩ là vẫn có cách để hồi sinh thằng này được ấy. Làm cái kho như này làm đám tang xử lý à? Có thể trong những cái gameplay walkthrough khác của những cái đội khác thì Kelvin là một nhân tố rất là quan trọng. Nhưng mà trong gameplay của bọn tôi thì bọn tôi khác biệt. Kelvin đã chết từ ngày đầu tiên. Và hôm nay thì bọn tôi mới có cơ hội để mà làm một cái đám tang tử tế cho anh bạn Kelvin này. Kelvin ạ, mày là một người bạn tốt. Dù tao có chơi game gì nữa, tao sẽ luôn luôn nhớ về mày. Cảm ơn Kelvin rất nhiều. Tao sẽ cháy cùng Kelvin. Đừng Duy ơi, đừng, không. Đừng Duy, đừng Duy. Mày là bố tao. Không, đừng Duy. Đi mày là Kelvin muốn đi cùng mày kìa. Không. Cảm ơn Kelvin rất nhiều. Một. Ê, mà mày ơi, nhìn vẫn Kelvin lần cuối đấy. Nhìn Kelvin lần cuối đấy. Lê ơi, lê. Ê, chúng mày làm cái gì ngay? Thằng này làm đéo gì? Thằng lồ điên. Cái mày ngồi đi. Duy ơi. Mày thay cho Kelvin đi Duy. Thằng Duy đó nó chui vào trong buồng với Kelvin đấy à? Ra ngoài đi Duy, ra ngoài đi. Ra ngoài đi, mày làm gì trong này với Kelvin đấy? Để tao giúp nó. Tao nhớ thôi mày. Tao nhớ thôi mày. Tao thấy tay mày. Mày mộ tao vừa chỉnh tai nghe thì mộ Kelvin bị làm sao vậy? Và tại sao thằng Varwag vừa bạch quỳ xuống? Tao có trò này hay hơn này.
Được rồi. Mà cái này ném trên trời nó bay xa nó không trên trời đâu, nó chỉ mày dưa lâu rồi nó nổ ấy còn gì nữa. Không phải đâu, em đẹp đấy. Không phải, thì bác bay con mẹ cái giáp tinh của mình vừa nãy mình làm trong máy 3D luôn ạ. Đây là lý do phụ nữ sống lâu đàn ông chính xác. Chù nâng ly đi thành tiêu mà tao đạt được hôm nay, nâng ly cho nhóm bạn từ lúc bút mở trên tay.